Đây nha các bạn, hôm nay phun thuốc bệnh đạo ôn sâu đục thân. Đây, ma beo. Hết thuốc rồi ma beo. Hết thuốc rồi. Được nửa đám không? Đừng có cô cái kỹ lại cho nó chảy hết thuốc á. Đây, lũ ở đây. Ồ, bác cái phun đẹp quá. Kìa. Đều luôn ạ. Cái đây mình phun thuốc trừ sâu. Quay vô ta xem thôi. Đây trừ bệnh. Thêm một gói trừ sâu nữa. Thuốc bệnh là đây. Chỗ nào xấu thì kèm cái ra rễ. Xấu quá thì hai gói luôn. Rồi gói đi ta xin rồi ta. Xé thuốc cho chảy mình. Đây, đi ta xin. Thuốc trị bệnh sinh học thế hệ mới. Cái này là ra rễ này. Đặc trị các bệnh do vi khuẩn gây hại như vàng lá này. 95 W/L. Tàu vàng. Cái răng cắn luôn hả? Ừ, cắn luôn. Đồ mà lỡ xịt răng sao mày? Bỏ thuốc vào. Đâu nó lại này. Nhanh khỏi quậy. Lâu. Kinh nó phun hết bình nó đủ luôn á. Bình đây đủ không? Đủ chứ. Không đủ rồi, thiếu thuốc ở nhà, có 4 bình thôi đó. Cái đây phun thuốc thế hệ mới nha các bạn. Múc nước bằng cái bì bóng quá nè. Không còn ca đâu. Đi phun thuốc mà mới phun được nửa bình là cái cần nó bị gãy luôn. Mua cái cần dài phun cho nó ngon. Lúa được vàng hết rồi. Đầy luôn mới đủ quá nha. Lần lần là thiếu ấy. Chiên xong là dơ ít ra. Nếm thử mặn không? Hỏi về luôn. Rồi dơ thuốc rồi, anh kia dơ thuốc rồi.
Đẩy mình lên. Có bọc hết không? Có bèo, có hết không? Có. Ta điếu đi. Giờ cần kèo lên chảy một lùm. Nó có quẹt rồi đi, nó sẽ bọc giùm đây. Đây, lũ vàng này. Dư à, dư không? Dư thuốc không? Ấy là cái dư thuốc không?